Thưa quý vị, chị em và các bạn, cùng với thực hiện vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh đã chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và của địa phương, góp phần đưa Yên Khánh trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Kết quả trên là tiền đề để các cơ sở hội tiếp tục thu hút cán bộ hội viên và nhân dân chung sức đồng lòng bắt tay vào xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Những cách làm hiệu quả từ phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Khánh là nội dung chính được đề cập đến trong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống hôm nay. Cuối năm 2018, Yên Khánh là huyện thứ ba của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đánh dấu sự khởi sắc trong diện mạo nông thôn mới nơi đây là nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn. Bằng những cách làm cụ thể, trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động cán bộ hội viên và nhân dân đóng góp trên 25.000 ngày công, 80 tỷ đồng, hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ai đi xứ sự mười đông không bằng công tác khánh công khánh thành, cho thấy sự vất vả khó khăn khi giao thông đi lại ở những địa phương này còn gập ghềnh đường đất. Giờ đây Khánh Thành đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những ngôi nhà cao tầng, những con đường rộng rãi khang trang, những cánh đồng, mảnh vườn được quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đã tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, trù phú, thực sự trở thành miền quê đáng sống. Gia đình tôi là luôn đi đầu trong cái phong trào là xây dựng các cái mô hình như là vườn mẫu, mô hình nhà sạch vườn đẹp để góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Thì tôi thấy đây là việc cần làm để thực hiện thành công cái mô hình này, thì bản thân người phụ nữ chúng tôi là cũng phải ra sức học tập hay là áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, chịu thương chịu khó, rồi là cũng tuyên truyền vận động chị em xung quanh là cũng làm theo để mà đạt được cái hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình. Chúng tôi xác định là việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không dừng lại ở cái việc là đã được công nhận, mà sau khi được công nhận thì cũng thực hiện cái chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và cũng là hội cấp trên, thì chúng tôi tiếp tục các hoạt động để duy trì và nâng cao hơn nữa các cái tiêu chí đã đạt được. Thì cụ thể là phát động chị em hội viên phụ nữ là hàng ngày về công tác vệ sinh môi trường, là thẳng nhà ai nhà đấy là dọn dẹp sạch sẽ và tích cực hưởng ứng cái ngày vệ sinh môi trường toàn xã trong một cái ngày chủ nhật cuối tháng. Chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động để chị em hiểu được cái ý nghĩa của các cái mô hình và tự giác để tham gia. Trước đây, tuyến đường này nhỏ hẹp khiến cho việc đi lại của người dân không mấy thuận lợi. Với phương châm lấy sức dân làm đẹp cho dân, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp của chi hội phụ nữ, các bà, các mẹ đã phát huy vai trò là người giữ lửa trong gia đình, vận động con cháu, người thân tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ các công trình trên đất, đóng góp tiền của công sức để nâng cấp mở rộng tuyến đường, làm nên những bức tranh bừng sáng cả một vùng quê thuần nông này. Thì tôi cũng vận động con chung sức cùng lòng mở rộng ra tuyến đường. Nhà tôi là hiến 150 m² để cho nông thôn ta thành một nông thôn mới, là con đường khang trang sạch sẽ. Trong cái thời gian vừa qua thì chi hội phụ nữ đã tích cực trong cái phong trào đi từng ngõ mà gặp từng người để tuyên truyền vận động các gia đình có đất phải hiến. Thì cái vai trò của chị em phụ nữ đặc biệt là quan trọng để duy trì được cái tuyến đường này. Chúng tôi sẽ tuyên truyền tiếp tục cho các hộ gia đình để thường xuyên quét dọn cho cái tuyến đường này xanh sạch đẹp hơn nữa. Điểm nổi bật trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Hội Phụ nữ Yên Khánh là lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện, như mô hình nhà sạch vườn đẹp, đường hoa, đường cây phụ nữ, tuyến đường bích họa, mô hình vườn mẫu. Đến nay đã có 65 mô hình được ra mắt và hoạt động hiệu quả. Trong đó, việc quy hoạch xây dựng vườn mẫu đã thực sự là đòn bẩy giúp nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư. Được hội phụ nữ là cũng quan tâm là giúp đỡ này, cho vay cái vốn của nước sạch của ngân hàng chính sách, là về để kết hợp với nguồn vốn sẵn có của gia đình để quy hoạch các cái cây trồng, thì là
trồng thanh long đã cho thu hoạch. Và mô hình vườn mẫu này thì nó có cái ưu điểm ấy là cho cái năng suất cao mà mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là lớn, mang nâng cao cái thu nhập cho gia đình. Và thứ hai nữa là tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí khó. Hàng năm, Hội Phụ Nữ Yên Khánh chỉ đạo các cơ sở hội khảo sát nắm tình hình, phân loại hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp 985 gia đình phụ nữ nghèo, trong đó giúp 262 phụ nữ nghèo đứng chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 5,61% năm 2016 xuống còn 1,92% năm 2020. Chồng thì mất sớm, con nhỏ nên là cũng vất vả. Hội phụ nữ xã rồi là huyện cũng giúp đỡ cho mẹ con tôi vay vốn rồi để chăn nuôi rồi thoát nghèo rồi cũng làm ra cửa ra nhà. Thì cũng mong là hội phụ nữ những có những cái hoàn cảnh giống như tôi ấy, thoát nghèo rồi là vươn lên trong cuộc sống. Thì hội chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để góp công góp sức giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hoàn cảnh như chị Lã Thị Màu đây, xây sửa lại nhà rồi là động viên chị những cái lúc khó khăn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các chị là ủng hộ phong trào rồi tích cực phấn đấu để đưa thôn xóm mình nâng lên thành nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu. Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và các giải pháp tích cực, Hội Phụ Nữ huyện đã chỉ đạo cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến nay, Yên Khánh đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 66 khu dân cư kiểu mẫu. Với quyết tâm sớm đưa Yên Khánh trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Hội Phụ Nữ huyện đã và đang tập trung tuyên truyền vận động hội viên chung tay thực hiện các tiêu chí, hăng hái tham gia các chương trình kinh tế trọng tâm của địa phương như sản xuất theo vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa và sản xuất, từng bước chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an toàn thực phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Từ khi mà làm vườn mẫu đến bây giờ là làm ăn là nó dễ lắm, làm nó đơn giản, nó công nghệ cao mà thu nhập cũng được, rất phấn khởi. Mọi khi mà cứ phải buộc hàng tiếng với xong lưới, giờ cứ kéo ra cái là được thay đổi thêm diện mạo cho xóm làng. Chúng tôi thì sẽ tiếp tục duy trì mà còn đang hướng phấn đấu làm nâng cao cái công nghệ lên nữa. Chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động tới các hội viên phụ nữ trong toàn xã là tiếp tục xây dựng tiếp các mô hình vườn mẫu, nhà sạch vườn đẹp, giúp các hội viên phụ nữ không những là gia tăng thu nhập cho hộ gia đình mà còn tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Khánh triển khai. Mô hình đường hoa kiểu mẫu thuộc địa phận 4 xóm xã Khánh Cường. Tuyến đường có chiều dài 2,3 km với tổng kinh phí thực hiện trên 400 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại là từ ngân sách xã và nguồn xã hội hóa để giải phóng mặt bằng, xây dựng bồn cây. Cán bộ, hội viên phụ nữ đã tích cực trồng được 250 cây hoa giấy và gần 20 vạn cây chuỗi ngọc. Trồng hoa trên các tuyến đường là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên nói riêng và nhân dân nói chung trong xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp. Hội Phụ nữ huyện Yên Khánh chỉ đạo và hỗ trợ các cơ sở hội phấn đấu mỗi cơ sở trồng một tuyến đường cây, đường hoa, tạo cảnh quan môi trường trong lành trong khu dân cư. Chúng tôi là cũng đóng góp để làm xây dựng nên cái đường kiểu mẫu này. Nên bây giờ được vậy là chúng tôi cũng cố gắng để làm cỏ này là chăm bón, thì tưới tắm để cho cái cảnh quan môi trường này nó xanh, nó sạch đẹp. Khánh Nhạc là một trong những địa phương của huyện Yên Khánh phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021. Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền vận động hội viên chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình,
nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ bằng những việc làm cụ thể, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là người giữ lửa trong gia đình thì tôi dạy con là chăm lo đến việc học hành để cho chồng yên tâm công tác. Ngoài cái việc lo cho chồng con để có cái bữa cơm ngon thì còn tích cực tham gia các cái phong trào mà phụ nữ cũng như là thôn xóm phát động, quét dọn ở khu dân cư, thôn xóm để sạch đẹp. Thời gian tới, các cơ sở hội tiếp tục vận động gia đình hội viên và nhân dân thực hiện dồn điền đổi thừa, mở rộng và nâng cao hiệu quả cánh đồng mẫu lớn, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung, đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao giá trị trên 1 hectare đất canh tác. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động người thân thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ những việc làm cụ thể hàng ngày trong gia đình, khu dân cư để góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của hội thì chúng tôi tiếp tục sẽ duy trì và nâng cao chất lượng của các cái mô hình mà chúng tôi đang triển khai xây dựng sẽ bằng những cái việc làm cụ thể và hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật và lan tỏa các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp, mô hình đường hoa phụ nữ, góp phần xây dựng quê hương Yên Khánh phát triển toàn diện, vững chắc và ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa chị em và các bạn, để có thân hình thon gọn, tự tin hơn trong cuộc sống thì việc nỗ lực luyện tập là yếu tố quan trọng đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ được vóc dáng đẹp mà không phải ăn kiêng, đảm bảo sức khỏe để lao động, học tập và công tác? Ngay sau đây, chị Hoàng Hường ở thành phố Ninh Bình sẽ chia sẻ với chị em bài tập thể dục đơn giản, mỗi ngày chỉ cần dành từ 15 đến 30 phút để luyện tập. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo. Với chị em phụ nữ thì vấn đề sức khỏe đã là quan trọng rồi ạ, và vấn đề để giữ gìn được cái vóc dáng trẻ khỏe đẹp, vòng eo thon và đặc biệt là vùng bụng dưới ạ, nhỏ là một vấn đề mà các chị em rất là quan tâm. Và hôm nay Hường xin chia sẻ bài tập thật là đơn giản tại nhà giúp cho các chị em có một vóc dáng rất là hoàn hảo luôn ạ. Bài tập đầu tiên Hường chia sẻ với cả nhà mình đó là bài tập nội công Phật Quang Quyền ạ. Bài tập này sẽ giúp nâng cao sức khỏe rất là nhiều nhé nhà mình nhé. Thứ nhất là hai chân rộng bằng vai ạ. Chúng ta sẽ trùng chân xuống một chút. Sau đó các chị đưa tay từ 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 phần bụng đi lên phần ngực ạ. Đến lúc này chúng ta sẽ hít thở sâu nhé. Nín hít thở vào ạ, và sau đó mình nín thở mình sẽ đưa tay ra làm 3 nhịp ạ. Đó. Trong lúc này là mình đang nín thở nhé nhà mình nhé. Và sau đó mình sẽ xuôi tay xuống thì mình sẽ thổi hơi ra. Và lưu ý giúp Hường là khi các chị thả hơi ra thì sẽ gấp 3 đến 5 lần so với lúc chúng ta hít vào nhé. Để có vòng eo thon và phần bụng dưới siêu nhỏ thì các chị nhớ giúp em nhé. Bờ lanh một lần một ngày ạ, chỉ cần 2 phút thôi nhé các chị nhé. Trong quá trình tập mình sẽ siết bụng lại nhé. Siết cái bụng lại thì hai tay, hai chân và phần mông trên thẳng là được ạ. Động tác tiếp theo là các chị sẽ gập bụng nhé. Động tác này nhìn rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả luôn ạ. Các chị sẽ đặt hai tay úp xuống cái phần thảm này. Nhưng mà các chị nhớ nó không được dùng tay để ấn ngực nhé. Mình sẽ dùng chân thôi ạ. Sẽ đưa lên vuông góc. Mỗi một động tác các chị sẽ làm cho em Hường ít nhất là 10 lần. Thì các chị cứ kiên trì khoảng tuần, một tuần, 10 ngày này. Bụng các chị đã khác rồi. Các chị làm tầm 1 cho đến 3 tháng thì chắc chắn là eo sẽ thon và bụng dưới sẽ rất là bé ạ. Động tác tiếp theo là giống như động tác mà mình đạp xe đạp nha các chị nhá. Các chị giơ một chân lên. Khi các chị kéo chân về thì các chị nhớ chạm vào cái phần gối của cái chân còn lại. Như vậy thì động tác nó sẽ rất là chuẩn luôn ạ. Trong quá trình tập thì các chị nhớ siết cái bụng lại cho em ạ. Mỗi một động tác các chị có thể tập 10 lần. Động tác thứ ba thì các chị nhớ giúp cho em Hường nha. Động tác này cực kỳ tốt cho phần cơ của tất cả các vùng bụng luôn, đặc biệt là phần bụng dưới này ạ. Hai tay các chị đặt sau gáy cho em Hường nha. Sau đó là chân của các chị sẽ cũng giống như mình vừa đạp xe ấy, nhưng mà sẽ có cái động tác là gối và phần khuỷu tay chạm vào gối tay đọ chân kia nha các chị nhá. Không nhấc lưng khỏi cái thảm nha. Mình không làm như này đâu nha các chị nhá. Đó, như vậy sẽ bị sai này. Và nó rất dễ bị ảnh hưởng đến xương. Các chị làm đúng. Lưng vẫn nằm trên một đường thẳng và sát đất ạ. Tay và gối sẽ chạm vào nhau nha. Động tác cuối cùng là các chị đặt chân như em Hường nghe nha. Gót dựng lên ạ. Tay chạm vào đầu gối và chúng ta sẽ đẩy người ra đằng sau. Cố gắng trong lúc mình đẩy người mình siết bụng lại nha.
các chị dùng lực đẩy vào đầu gối giống như là mình sẽ đẩy một cái lực rất là mạnh ấy. Đó, mình siết bụng lại. 3, đếm đến 3 nhịp lại lên. Hy vọng là với cái bài tập rất là đơn giản và em Hường vừa chia sẻ thì sẽ giúp ích được cho tất cả các quý vị, các chị em và các bạn trong mùa dịch nghỉ tại nhà vẫn giữ được cái vóc dáng cũng như sức khỏe của mình thật tốt. Đến đây thời gian dành cho chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình đã hết. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chuyên mục lần sau.